Mình được Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây, mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2021. Ngày này là ngày quý hợi, tháng ất mùi, năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ tan dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành nghiên mệnh đại hải thủy ngày quý hợi tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại hải thủy kỵ tuổi đinh tỵ ất tỵ ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh tỵ ất tỵ đinh mão đinh dậu tuổi xung trong tháng tuổi kỵ sửu quý sửu tân mão tân dậu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày của các sao tốt như sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng sao âm đức tốt mọi việc sao mạng đức tinh tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc sao ngũ hợp tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cáp tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất xáp sao sáu trong ngày gồm có sao đại hao, sáu mọi việc, sao nhân cách, sáu đối với giá thú, khởi tạo, sao lôi công, sáu đối với xây dựng nhà cửa. Và đặc biệt, đó, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021, âm lịch, ngày này là ngày nguyệt kỳ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng khóm đạt được kết quả như ý muốn vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Sau đây mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là dưới sự chia chở của tam hội phù trợ cho nên mọi công việc của bạn thủ tí trong ngày hôm nay đều tiến triển rất thuận lợi. Và hôm nay cũng là ngày rất thích hợp để cho bạn tiến hành các kế hoạch mà bạn mạnh đã ấp ủ từ lâu, chứ không nên trần trừ, do, do, dự quá lâu, kéo lại để lỡ mất cơ hội tốt đến với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tí, lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh còn mang tới cho bạn có được tin vui về tài lộc. Bạn mệnh có được người giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, việc làm thêm, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa xôi nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi tí, lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, cái điều này có thể đe dọa một chút tới tình hình sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay, đặc biệt là các bộ phận như là não bộ, thận, Bàng quang, sự nghiệp tuy quan trọng nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi đúng lúc, nếu như cơ thể đã đưa ra dấu hiệu cảnh báo thì với bạn thủ tí cần phải đi kiểm tra bác sĩ càng sớm càng tốt, bạn thủ tí nhé vài từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc tín trị được thuận lợi xuân sĩa từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày thích hợp để cho bạn tiến hành các kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ lâu từ vi tuổi Mậu tý thuộc mệnh hỏa, đón tin vui về đường tài lộc tiền bạc ùn ùn đổ về nhà từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ được người giới thiệu cho mối làm ăn khả quan hoặc là công việc làm thêm có được cải thiện về thu nhập từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc chú ý nghỉ ngơi điều độ để bảo vệ sức khỏe cho mình và đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 69, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. từ vi tuổi xỉu thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi xỉu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi xỉu đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho vận trình của bạn tuổi xỉu trong ngày hôm nay đang có điểm báo mối quan hệ xung quanh công việc của bạn có thể gặp trục trặc thành công mà bạn đang có khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh ghét và tìm cách để hạ bệ bạn nữa ngày này với bạn tuổi xỉu đôi lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn trên con đường mà mình đang đi nhưng bạn cần phải cố gắng vững tâm vì mọi người đều có một con đường riêng rồi bạn sẽ tìm thấy được ánh sáng ở nơi cuối con đường riêng của mình đừng quá quá bận tâm tới người khác nghĩ gì và xem gì bạn tuổi xỉu nhé. Bù lại, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội chia chở, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay khá tốt đẹp. Bạn nhận ra dù cuộc sống cả hai đều bận rộn nhưng người ấy vẫn dành sự ưu tiên cho bạn. Bạn hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này và trân trọng những gì mà mình đang có nữa bạn tuổi Sửu nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim các mối quan hệ xã giao trong công việc gặp trục trặc tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy đề phòng có kẻ tiểu nhân ganh ghét tìm cách để hạ bệ tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa có thể bạn cảm thấy cô đơn trên con đường mà mình đã lựa chọn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ hãy cứ vững tâm đi về phía trước rồi sẽ được đền đáp xứng đáng từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm được tốt đẹp hạnh phúc trong sự quan tâm của người ấy. Và đánh giá của ba tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 55, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, Từ Vi Tuổi Dần thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần cần phải thận trọng trong mọi công việc bởi có thể sẽ có kẻ gian hãm hại, ném đá giấu tay khiến cho bản mệnh lâm vào cảnh khó khăn bù lại trong vận tình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày của chính quan trợ mệnh cho nên với những khó khăn hiện tại đều nằm trong tầm tay và những dự tính của bạn nữa rồi kể cả những sự việc tưởng như là sẽ khó đối phó nhưng bạn đã có kế hoạch để phòng tránh cho cả những việc đó và đây còn là động lực để cho bạn làm mọi việc tốt hơn trước tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho con đường phát triển của mình trong tương lai nữa bạn tuổi dần nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, lại đang gặp được ngày có ngũ hành, thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này sẽ giúp cho những mối quan hệ của bạn với người nhà rất hòa hợp và in ấm. Mọi khi gặp khó khăn hoặc là bế tắc, bạn mệnh có thể yên tâm, tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình. Chỉ cần hai người đồng lòng, đồng sức sẽ giúp giải quyết được mọi công việc nữa. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, cẩn thận kéo lại bị kẻ gian hãm hại, niếm đá giấu tay, tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, chuẩn bị kế hoạch đương đầu với mọi khó khăn, tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, có thêm động lực để làm tốt hơn nữa, chứng minh được năng lực của bản thân, tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, tận dụng thách thức trở thành cơ hội phát triển trong tương lai, tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, gia đạo hài hòa, in ấm, vợ chồng đồng lòng, chung sức và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 36, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mão thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này Đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi máu mùi phù trợ, cho nên vận trình của bạn có được sự thăng hoa mang tới tâm trạng hân hoan suốt cả ngày. Quý nhân ở bên dẫn đường chỉ lối, giúp cho bản mệnh có nhiều cơ hội, mở rộng các mối quan hệ làm ăn cũng như là tiếp xúc với nhiều đối tác có tiềm năng trở thành khách hàng lâu dài của bạn nữa. Tuy nhiên dù điều kiện có thuận lợi đến đâu đi chăng nữa, nếu như bản mệnh cứ giữ thái độ làm việc chủ quan, thiếu đi sự tập trung, bạn có thể sẽ gặp thất bại trong công việc như thường khi mà đang có thiên quan chiếu mệnh với bà tuổi mão có thể sẽ bị cấp tên nhắc nhở bởi những sai lầm không phải do mình gây ra trong ngày hôm nay nữa bên cạnh đó vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay rất chỉ là suôn sẻ thuận lợi tới bất ngờ bạn mệnh có được cơ may gặp gỡ với người tâm đầu ý hợp sẽ nên duyên hạnh phúc với các bạn đã có đôi có cặp những mâu thuẫn trước đó nhanh chóng được hóa giải và tình cảm ngày càng thêm thám thiết, mặn nồng về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy vận trình thăng hoa tâm trạng hân hoan tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa quý nhân dẫn đường chỉ lối có nhiều cơ hội mở rộng tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ tiếp xúc với nhiều đối tượng tiềm năng trở thành khách hàng lâu dài tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tránh thái độ chủ quan thiếu đi sự tập trung trong công việc kéo lại bị khiển trách từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tình duyên xuân xỉa hiểu lầm được hóa giải vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 11 số 37 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thìn Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài nhập cục. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo với bạn sẽ nhận những thông tin không may mắn về con đường tài lộc của mình trong ngày hôm nay tiểu nhân gây chuyện, bản mệnh mù quáng tin vào những lời người không đáng tin, dốc hết tiền trong túi, mù quáng để đầu tư và cuối cùng rơi vào cạnh trắng tay, chẳng biết trách ai bây giờ. Sự đã lỡ rồi, với bà Tử Thìn cũng chỉ biết thất vọng với chính mình khi mà không đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhìn ra những kẻ hở trong trò lừa lọc đỏ điên. Bạn hãy cứ quay đây như là của đi thay người, coi đó là bài học kinh nghiệm cho mình trong những lần sau để không phải một lần nữa đi vào vết xe đổ cay đắng như thế này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình. Bạn mong người ấy tôn trọng mình thì trước hết cũng nên tôn trọng suy nghĩ của người ta cái đã bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tài lộc ảm đạm rẻ mất tiền du mù quáng tin lời tiểu nhân tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có thể rơi vào cảnh trắng tay rô cả tin đầu tư vội vàng tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tự trách bản thân không đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhìn ra trò lừa lọc của kẻ xấu tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim quê thất bại là bài học đắt giá để không phạm phải sai lầm lần sau tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 18, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ, Chua chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo phải trải qua một ngày vất vả, nhiều khó khăn cản trở khiến cho bạn rối tinh rối mù trong cách xử lý. Có lẽ với bà tuổi Tỵ ạ, sẽ phải tăng ca làm thêm giờ thì mới mong giải quyết được mớ hỗn độn này. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn sẽ sớm tìm ra được lối đi sau những nỗ lực và vất vả trước đó nhờ vào sự tự tin và lạc quan của chính mình. Chính nhờ cái tính cách tích cực này với bạn cho nên mọi việc mà bạn mệnh giải quyết đều khá suôn sẻ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này cho thấy với bạn đang có những thói quen xấu gây hại cho sức khỏe của mình trong thời gian dài làm cho bạn đang phải chịu những căng thẳng sợ stress bạn nên dành sự ưu tiên cho sức khỏe hơn bất cứ việc gì khác có sức khỏe thì bạn mới có đủ tỉnh táo để giải quyết đúng đắn được mọi công việc về từ vi tuổi ất tỵ cuộc mệnh hỏa, công việc gặp nhiều khó khăn, vất vả do mọi thứ rối tinh rối mù cả lên, từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ phải tăng ca làm thêm giờ để xử lý những rắc rối, từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc sớm tìm ra cách giải quyết nhờ vào sự tự tin và lạc quan của chính mình, từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim tránh hình thành những thói quen xấu gây hại cho sức khỏe, từ vi tuổi quý tỵ cuộc mệnh thủy, sức khỏe không đảm bảo, sẽ khó mà đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn. Về đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. từ vi Túi ngọ thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ, Chua chúng ta thấy là bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh giúp cho bạn có được đầu óc minh mẫn và linh hoạt hơn trong ngày hôm nay. Nhờ đó mà bạn có thể nhanh chóng xử lý được những vấn đề rắc rối hiện tại. Cùng với đó, thái độ nghiêm túc, tâm trạng làm việc của bản mệnh cũng được mọi người đánh giá rất cao nữa tuy nhiên nếu như bạn tuổi ngọa muốn thăng tiến nhanh hơn bạn còn cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ với mọi người đừng có lúc nào cũng lạnh lùng chỉ quan tâm tới công việc của mình như hiện tại mà thiếu đi tính tương tác với đồng nghiệp bạn bè cấp trên cái điều này sẽ không thể làm được tất cả mọi việc một mình đâu bạn tuổi ngọa nhé ngoài ra trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuyến ngọ lại đang gặp ngày có thủy họa xung khắc cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhộn tới tình hình tài chính của bản mệnh bạn chớ nên chủ quan rằng bạn đã có một khoản tiền tiết kiệm rồi chúng sẽ không đủ với cách mua sắm quá hoang phí như hiện nay của bạn đâu về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đầu óc minh mẫn giải quyết được mọi việc nhanh chóng hơn từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy được đánh giá cao nhờ thái độ nghiêm túc tận tâm từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ xung quanh từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ trở nên bổ qua tính tương tác với đồng nghiệp bạn bè và cấp trên trong môi trường tập thể từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tình hình tài chính gặp trục trặc, Chớ nên chi tiêu quá hoang phí. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 19, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất. từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hội mão mùi phù trợ cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn được thuận lợi sự nghiệp thi cử học hành cũng đạt được kết quả tốt bản mệnh có khả năng mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kế kết được những hợp đồng giá trị, hứa hẹn sẽ đem lại nguồn thu lớn cho bạn trong tương lai nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi tỵ lại gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho những quyết định của bạn có được sự dứt khoát, không để cho thời cơ đi mất. Sự nghiệp cũng nhờ thế mà đạt được những bước tín lớn tới không ngờ. Ban đầu, dù bạn vẫn có chút hoang mang, nhưng vẫn quyết tâm đi theo quân đường mà mình đã lựa chọn. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này sẽ khiến cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay chẳng được như ý muốn. Tình cảm đơn phương trao đi chẳng được hồi đáp. Với những lời nói phụ phàng và thái độ lạnh lùng của người ấy khiến cho bạn bị tổn thương rất nhiều nữa về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim công việc được thuận lợi sự nghiệp thi cử học hành đạt được kết quả tốt tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có khả năng mở rộng mối quan hệ xã giao có lợi cho công việc của bạn về sau này tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ký kết được những hợp đồng có giá trị tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ đưa ra quyết định dứt khoát không để cho thời cơ trôi đi mất tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc buồn phiền vì tình cảm đơn phương không được hồi đáp. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 44, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi thân cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với đủ loại thị phi ở chốn công sở ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi thân, nếu gặp mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp bạn cần phải chú ý trong cách ứng xử của bản thân mình. Có thể bạn tính bốc đồng và không biết kinh nể ai sẽ khiến cho bạn gây thù chúc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là những kẻ tiểu nhân. Bạn hãy giữ chỗ đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người trong ngày hôm nay nhé. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân cũng đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này còn nhắc nhở bạn nên cẩn trọng trong từng quyết định của mình. Kẻo, cái tôi của bạn lại làm hỏng hết tất cả những thành công mà bạn đã từng gây dựng trong quá khứ. Bạn rất dễ làm hỏng mọi việc chỉ vì hành động hoặc là nói lời nói thiếu suy nghĩ của mình nữa về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với mọi thị phi trốn công sở từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa chú ý cách ứng xử của bản thân khi đối thoại với đồng nghiệp từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có thể sẽ gây thù chúc oán vì bản tính bốc đồng từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cẩn trọng trong từng quyết định tránh để cái tôi làm cho công sức của mình đổ sông đổ bể từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên giữ cho đầu óc luôn luôn tỉnh táo cư xử hài hòa với tất cả mọi người và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 15 số 28 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dần. Từ vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dậu làm ăn cuốn lộc trong ngày hôm nay. Vì vậy, bạn mệnh không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội về đầu tư kinh doanh đến với mình. Bạn cần phải quyết đoán để nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ thu được lại lời nhanh mà thôi. Đây là thời điểm dành cho bạn mệnh cũng có sự nghiệp với những ai đang có ý định thay đổi về công việc hay là đầu tư lớn, đây chính là thời điểm vàng để cho bạn thực hiện. Bạn cũng cần phải lắng nghe lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp cho con đường mà bạn đi được thuận lợi hơn. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn thứ Dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng, cái điều này mang lại nhiều may mắn cho bạn trong ngày hôm nay về phương diện tình cảm. Nửa kia luôn tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện cho bạn. Nếu như công việc của bạn có gặp bế tắc Đừng có ngần ngại tâm sự với nửa kia, hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn rất nhiều. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có lộc làm ăn kinh doanh buôn bán được vượng phát Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa quyết đoán nắm bắt cơ hội sẽ có lợi cho tương lai Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ thời gian thích hợp để cho bạn củng cố sự nghiệp đầu tư thu lợi từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên học hỏi lắng nghe kinh nghiệm từ những người đi trước từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim luôn luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 64 số 67 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi tốt, thứ tư, ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và đây là điểm báo của sự mất tiền hao của không thích hợp để cho bạn đầu tư trong ngày hôm nay cho nên với bạn tuổi tuất chớ nên vội vàng vào lúc này nên thủ tài chờ đợi những cơ hội về sau còn nếu như với bạn tuổi tuất cố chấp tiến hành vào lúc này thì lợi chẳng thấy đâu chỉ tốn tiền thêm của mình mà thôi ngoài ra bạn cũng cần phải thận trọng khi cho người khác vay mượn về tiền bạc cần có chứng từ rõ ràng kéo rất khó có thể đòi lại được, không khiếu còn gây ra sự sức mẻ về tình cảm đôi bên nữa. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn thủy tuất trong ngày thứ tư này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn đang có sự lạnh nhạt, chiến tranh lạnh kéo dài. Bản thân của bạn cũng chẳng muốn đôi cãi mà cứ mặc kệ giả nứt ấm ỉ. Bạn nghĩ lỗi sai không nằm ở phía của mình cho nên không việc gì bản thân mình phải xuống nước trước chính suy nghĩ hơn thua này đang giết chết tình cảm của hai bạn nữa đó bạn tuổi tốt nhá. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa điểm báo mất tiền hao của không thích hợp đầu tư trong ngày hôm nay. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ trở nên vội vàng đầu tư vào lúc này nên thủ tài chờ đợi cơ hội khác sẽ tốt hơn. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc thận trọng khi cho vay mượn về tiền bạc. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tình cảm lạnh nhạt, chiến tranh lạnh kéo dài, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chẳng ai chịu là người xuống nước trước để hàn gắn tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 33, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình. Cái điều này có thể làm cho bạn tuổi hợi đang tự gây áp lực cho bản thân mình với tính cố chấp, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí bạn còn có thể gây ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa. Với sự việc chẳng có gì nhưng với bạn lại làm quá lên, chuyện bé xé ra to, cứ như vậy càng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn bạn tuổi hợi nhé bù lại trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có chính quan tương trợ nếu có những kế hoạch cụ thể với bạn tuổi hợi vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu mà mình mong muốn với những cố gắng của bạn trong công việc sẽ được mọi người ghi nhận nếu như bạn không bỏ bê trách nhiệm của mình tuy nhiên á, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng và đây là dấu hiệu không tốt cho sức khỏe của bản mệnh bạn có thể thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, uể oải. Nếu như chưa rõ lý do thì bạn nên đi thăm khám bác sĩ để tìm ra cách chữa trị càng sớm càng tốt bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa tự gây áp lực cho bản thân mình do những suy nghĩ tiêu cực từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tính cố chấp sẽ gây ảnh hưởng tới cả những người xung quanh từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tránh chuyện bé xé ra to làm quá mọi chuyện lên từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có thể vượt qua được những khó khăn nếu như bạn xây dựng được những kế hoạch rõ ràng từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy chú ý tới những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Và đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 91, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.